seen a lot of change been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all'll be okay I move on each and every day The past is where it stays way back a year ago I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago Xin okay. past... chào cô chú anh chị và các bạn Hôm nay uh, em tiếp tục lên uh, thêm hàng xoài nha Thì uh, em sẽ cập nhật liên tục những cái mặt hàng mới của EKT cho cô chú anh chị coi Bây giờ em sẽ quay vào những cây xoài cho mọi người coi nha Đây là cây xoài Nam Đốc Mai number no. 4 Cái gốc nó to bằng ngón chân cái nha cô chú anh chị Cái loại xoài Nam Đốc Mai number no. 4 này là thuộc dòng xoài lùn không phải là xoài cao cái loại xoài này thì là ăn chín nha còn ăn xanh thì có vị chua ăn chín rất là ngon em đã được ăn cái xoài này rồi thì cái cây này em để ở trong cái chậu 7 gallon lông và cái cây này thì đã được phân bón fertilizer mọi thứ đầy đủ rồi cô chú anh chị mang về thì không cần phải chuyển qua chậu nữa cây xoài này em bán với giá là 80 đồng một cây cây khỏe mạnh gốc to và tàn lá thì xung xuê nhé cô chú anh chị em quay cho cô chú chị coi này cây thì ở trong tiệm nhà tú có rất là nhiều à, các loại cây ăn trái khác nhau cũng nhiều lắm Rồi phân bón chậu thì đầy đủ bên này là à, xoài thái ăn xanh mung cun si à, cho cô chú chị coi này Đấy. quay từ từ cành lá ok mung cun si này thì ăn xanh trái dài to ở trong chợ người ta hay bán ấy. mọi người à, mua ăn đấy là mung cun si chứ nha cái trái bự đấy cái mung cun si này trồng ở cani mình cũng dễ lắm có nhiều cô chú những năm trước mua những cây mung cun si của nhà em trồng ra trái khoe với em là ok lắm còn bên này là một cái loại xoài hati cái trái xoài nó giống tương tự với lại cái xoài tứ quý và cái trái nó không lớn lắm nó chùm 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 rất là khỏe còn đây là keo sapoi Loại xoài này thì trái cũng dài mà ở ngoài chợ mình cũng hay mua ăn đấy. Đây là keo voi Cambodia mà rất là ngọt. Loại xoài này đây thì là um, trái lớn nhất thì phải cỡ dài một cái gang tay của em. Lần trước có chị gái tới tiệm cho em mấy trái xoài bự đấy. Ở ngoài chợ nó chia làm hai loại, một loại trái thật to và một loại trái nhỏ. Nhưng mà cũng thuộc dòng keo voi nha cô chú anh chị. Thì những cái xoài này đây là em sale 80 đồng một cây cây rất là ok thuộc dòng xoài lùn ấy. ở trong chậu bảy ga lông hết rồi thì cô chú anh chị cứ việc trồng cho ra trái cũng được không cần phải sang chậu to đâu còn đây là maha nốc này cây maha nốc đang phun tượt đây 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 cho cô chú anh chị coi cái mầm non chẳng may cái cây này bị gãy đọt rồi thành ra là giờ nó ra cái tượt luôn đấy cây này cao 5 feet còn cái xoài bên cạnh lên nữa này nhà em có nhiều xoài lắm thành ra là Cô chú anh chị nào thích xoài thì cứ tới nhiều giống khác nhau. Còn đây là Nam Đốc Mai nha. Nam Đốc Mai trồng uh, ok. Nam Đốc Mai thì thực sự nó cũng không có gì khó trồng đâu cô chú anh chị. Có một chị khách nước ngoài của em ở trên San Jose chị trồng ra cây cái, cái trái xoài Nam Đốc Mai chùm 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 dễ thương vô cùng. Uh, cái này là cái xoài uh, cái giống xoài nùn này, tán xòe này. Đây là 108 là cây xoài uh, Nam Đốc Mai này, tượt phun đều đẹp lắm. Đó. Tròn tan Cây ok khỏe mạnh Những cây xoài này được trồng trong chậu ngon lành rồi Cô chú anh chị mà không có đất trồng với lại chuẩn bị vào đông rồi đấy Thì cứ để ở trong chậu này thôi Là nó ra trái nhé Cây xoài nó ra trái vào mùa đông nó cũng ra bông luôn á Nếu mà ấm thì nó sẽ đậu trái Còn nếu mà lạnh quá thì cái cha, cái bông nó sẽ bị đen Cái năm vừa rồi là nhà em là chỗ nó vừa ra mùa hè vừa ra mùa đông luôn á Xoài dễ ra bông ra trái lắm Còn đây là cái thằng brand khai thì loại xoài này ngoài chợ không có bán nha. Giống xoài này lạ lắm. Là cô chú anh chị có thể ăn xanh cũng được, xanh thì nó thơm mùi cóc. Và chín thì nó rất là thơm và đặc biệt là cái xoài này đây nó khi chín nó lại không chuyển màu vàng, sờ mềm tay và có cái mùi thơm dễ chịu lắm. Thì giống xoài này em được ăn rồi em rất là thích. Em đã trồng một cây ở dưới vườn nhà em đấy mà em hay khoe với mọi người đấy. Thì cái loại xoài này nó đậu trái cũng dễ lắm mà ra ra trái cũng y gì ra bông liên tục à cái cây xoài này rất là sum xuê mạnh nhưng mà cái dòng xoài brand khai này nó chậm phát triển nha được một cái cây như này mà lớn như này là cái cây nó phải ok lắm rồi đó cái gốc này cho cô chú anh chị coi giống xoài này là nhà em đã nuôi cũng phải được lâu rồi về tiệm lâu rồi chứ không phải mới những cái xoài mới về á, là những cái chậu mà người ta để còn nguyên nguyên đai nguyên kiện đấy những cái giống xoài đấy thì cần phải sang chậu ngay để lâu thì không có tốt cho bộ rễ thì đây là cây xoài này em bán là 300 330 hay 350 gì đây này 330 Em có ghi hết giá lên trên chậu rồi Mọi người tới cứ việc coi Nếu mà phải nồng em em xoài nào Thì cứ nói với em một tiếng là em cũng gả luôn đấy Chị em không giữ Giữ lâu là giống như cái quả bom nổ chậm thì Gái phải cho đi về nhà chồng ngay Thì cái cây này rất là khỏe à. Cô chú anh chị tới là sẽ thấy được Cái tà nó rất là đẹp và xum xuê Còn cái em bên cạnh này là 230 này đó, cũng là brand em có rất là nhiều xoài brand khai nha à, cái dòng xoài này đây thì nó sẽ tùy theo từng cây nhưng mà hầu hết là cây nào cây đấy cũng ok lắm rồi vì những xoài giống xoài này đây em để trong tiệm một thời gian rồi em mới mang lên để trình làng đấy trình cô chú anh chị và các bạn đấy đó xoài rồi cây này cây kia trong tiệm nhà em nhiều lắm mọi người cứ mọi người tới là mọi người thấy à đủ thứ loại cây đó, cây xoài này nhìn rất là khỏe nhé Em quay chậm chậm cho mọi người ngắm cây Rồi đây nữa 203 Cũng là brand k luôn Nhiều xếp lắm, nhiều cái xếp dễ thương vô cùng Thì cô chú anh chị chỉ cần để về một Để vào một góc thôi Tưới nước là có trái ăn à Không cần làm gì hết Tại vì nhà em đã trồng trồng mít đất các thứ đàng hoàng hết rồi Mọi người cứ bê bàn cái là Tưới nước là có, có trái để ăn thôi à? cái chị cái cô hoa đó cô ở trên miền bắc cany cô trồng xoài mà tú bán cho cô cho ôi trái chi chít chi chít mà cô để trong chậu nhá trên miền bắc cany không có trồng dưỡng đất được cô cũng kín đất rồi cô để trong chậu trái nhiều lắm luôn nói chung là mấy gặp mấy uh, siêu cao thủ trồng cây thành ra là mình rất là happy mọi người trồng ra trái rồi báo tin em cũng rất là mừng luôn đây này đây là một cái cây xoài gì đây mà em bán với cái giá là hai trăm tám Grand cameo luôn Grand cameo đó Cái cây tàn tán nó sum xê đẹp nhá Cho mọi người ngắm Bên này nữa là em đoán cái ná này là Nam Đốc Mai này Tí thử vạch cái thác là xem có đúng không nha Đó cho mọi người quay Đấy cái xài cái xài đẹp chưa Cái xoài này là Nam Đốc Mai Nam Đốc Mai nó nùn hoặc là Diamond Bây giờ quay xem là nó là thằng nào đai ăn cũng rất là ngon và cái cái mùi thơm rất là thơm luôn mà một cái loại xoài thuộc cái dòng xoài thái tượt nó đang ra rất là nhiều đó, mà cái xoài đai Mình với cái xoài nam lúc Mai là nó cùng họa với nhau mà trái chung 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 trái cũng bự lắm rất là dễ thương bây giờ em quay xem nó phải là thằng đai Mình không nha Ồ, oh, quên mất rồi thế thằng này đai rồi xài tứ quý xài tứ quý của em mấy cái dãy trước của trái đấy mọi người khênh hết về nhà rồi thì đợt này lại tiếp tục có một em tứ quý này đây cái em tứ quý này thì thường được các bác ở bên Việt Nam ở trong thành phố đấy trồng ở trên sân thượng nó ra trái rất là sai nếu mà ở miền Nam thì khí hậu ấm nó ra trái quanh năm nha còn ở bên Cani mình thì chắc năm được hai lần là mình cũng mừng lắm rồi gốc to cây này rất là khỏe mạnh đẹp hai trăm rưỡi một cây hôm trước có cây đẹp hơn đây có trái có người khanh rồi chưa kịp quay phim thì các bác ấy tới các bác ấy thích thì các bác ấy khanh về thôi đợt này em ra một cái dãy xoài này là những cái xoài mà dưỡng ở trong tiệm một thời gian rồi mới mang ra trình cô chú anh chị nhé còn em này là em xoài mà ni mà ni nà xoài này là xoài trái nhỏ nhỏ nhỏ, nhỏ hay còn gọi là xoài cóc hôm nay có một anh nhận được cái cây xoài à, cóc mà hôm nọ à, hai thân đấy em bán rồi đấy ở bên Texas à, em ship là hình như ba ngày hay 4 ngày anh nhận được cái cây rất là ok à, đây cô chú anh chị nhìn này nó có nhiều dáng xoài lắm đủ thứ loại xoài ở đây giá cả hết lên chậu rồi mọi người thích cây nào thì rước về thôi ra tượt non rồi, lại chuẩn bị ra bông nữa có nhiều nhiều cây nhiều xếp và nhiều giống xoài khác nhau nha mà hà trà nốc xoài đây em này em muốn si rồi nam đốc mai diamond nhiều cả xoài hai ti nha nghĩa là nhà em có siêu tập rất là nhiều giống xoài khác nhau đủ thứ loại xoài đấy ai thích cây nào thì cứ tới ngắm rồi xô chậu đất cát phân bón là xeo vẫn y như cũ đất con cá Ford Farm thì 10 năm đồng một bao mua 5 tặng 1 mua 10 tặng 2 à, loại đất GP organic 2 cupert thì 10 đồng đất trồng xoài thì 8 đồng rồi uh, lan đất uh, cái vỏ trồng lan bịch to 25 đồng fit mod phương lai 3.8 đến 4 cupert là 30 đồng à, em vẫn sell như cũ nha cô chú anh chị phân trùng quế loại 10 đồng và 3 chục đồng em đã bán hết rồi thì đợt này còn cái loại 5 chục đồng em sẽ sale xuống còn 4 chục đồng nhé cô chú anh chị à, mong cô chú anh chị tới ikt ủng hộ nha thì à, thỉnh thoảng trong tuần em sẽ có những cái mặt hàng special sale đó thì à, mong cô chú anh chị thông cảm à, giá nó có thể lên xuống theo từng đợt nhé thì trước mắt cô chú anh chị đây là những cái cây táo à, gọi là táo xanh green bi đấy là táo đài loan và táo thái thì táo đài loan em có là kim đại mật đại mật táo xuân kim đại mật là hai trăm rưỡi đang có hoa táo xuân và táo đại mật là một trăm rưỡi nha còn thái chai ẩn thì là một trăm rưỡi nha cô chú anh chị tất cả đều đang có hoa những cây táo xanh này đây thì cao khoảng từ 5 đến 6 feet và cây khỏe mạnh nha cô chú anh chị cô chú anh chị nhìn giống như trên màn hình đây còn đây là cái bông hoa làm hàng rào đó cô chú anh chị loại này là bán 4 triệu đồng một cây còn cây nhãn tuần này em sale là 5 triệu đồng một cây nhé cây rất là xanh tươi cây chiết mướt mát lắm còn đây nữa là cây cây khế tàu có trái cây này hai trăm rưỡi đó rồi một cái dãy này đây là mấy em táo gaa xích xích đấy em mới về đấy có cây thì có trái nhé có cây thì không nên là có cây có trái có cây không nhưng mà cây này cao quá mới đây em tưởng nó cao 4 feet cơ không ngờ là nó cao tới 6 7 feet luôn hết hồn cái cây này mà ship đi thì em chỉ có ship được 4 feet thôi nếu mà ai muốn ship 6 feet 5 feet đấy, thì cái tiền ship nó cao nha thành ra là cái cây này đây là hơi bị khó để mà ship đấy thì tùy cô chú anh chị nào muốn ship thì cứ nói với em trả thêm tiền ship cây đấy thì là 70 đồng một cây còn đây là cái cây miracle food cái loại này dùng cho những cái người nào mà ốm dậy biếng ăn. Nó giúp kích thích cái cái vị giác của mình á, giúp ăn ngon. Rồi ai mà uống rượu nhiều á thì giúp giải rượu. Nó đủ thứ các loại công dụng thì mọi người có thể lên Google là rõ nhất về cái công dụng của cái em cây thần kỳ này đây. Khi mà ăn một trái vào cái ăn trái chanh chua cái nó ngọt nịm hoặc là cóc chua quá thì là ăn cái trái này xong rồi ăn cái trái cóc nó ngọt nịn cóc rồi khế chua khế ngọt trong tiệm em có rất là nhiều khế ngọt cây cao chót vót đang cộ bông gốc đẹp bốn chục đồng một cây khế chua cũng có luôn cóc cũng có đấy cho cô chú anh chị ngắm này rồi mít sầu cái gì mít nghệ rồi mít siêu trái rồi vũ sữa ngọc nan hoa nan, có hết à bông hoa đủ thứ đặc biệt là cái thằng đây cái cây này kỳ tử em cho vào cái chỗ mà bán rau cho mọi người đi lại đỡ mệt đấy cây này thì 20 năm đồng một cây trái đầy trên cây cây kỳ tử này ăn tốt lắm nha còn đây là cây đậu bún còn có vài cây cây đậu bún này là sống mùa đông được đấy làm làm rau vụ đông được tí em khinh một cây về nhà em trồng lấy rau ăn cô chú anh chị qua rồi cây tiêu tiêu 6 triệu đồng một cây tiêu xanh trái nhiều chưa cây đậu bún này không ship nha pick up thôi cái này là cái hoa này thơm lắm cô chú anh chị giống như là hoa thành dành vậy nhưng mà nó có nhiều lớp nhiều cánh lắm cây này thì ba triệu đồng một cây nó ra bông rồi cây to mạnh mẽ cây này thì nó khỏe lắm nhìn cái lá nó xanh mướt à. đang bông nhiều nhé thơm mà màu trắng nhị vàng thuộc họ nhà thành Rành cánh nhiều hơn bông thành Rành luôn đây cái cây này của chúng chị nhìn bự đẹp 3 triệu đồng một cây ớt 15 đồng một cây đủ các loại ớt ớt ma ớt quỷ gì có hết rồi cái cây này đây là cái gì em quên mất rồi đây cái cái này là, cái môn ngọt 15 đồng một cây đó, môn ngọt đó. còn lại mấy cây thôi cũng hết rồi để làm chua hoặc là nấu nấu ăn cũng ngon mấy cô tới nói là cái đấy nó làm được nhiều món ăn lắm rồi 10 đồng ba củ hẹ cái này là cây đinh năng ba chục đồng một cây cây này là cây tía tô cây tía tô 5 đồng một cây tô tướng cô chú anh chị thoải mái mua đây là ná giang này đây ná giang để nấu chua nấu cà nấu canh gà hay là nấu canh cá gì cũng được năm chục đồng một cây, còn lại một cây uh, bạc hà hay còn gọi rọc mùng á năm đồng với lại uh, một riêng gà này hay còn gọi là chùm ngây cây vừa nãy là 15 năm đồng cây này hai chục đồng nhá. Đó, còn cây một gan đông thì 10 đồng, cây ná nốt thì năm đồng, còn cái em này là kinh giới năm đồng, rau củ quả lung tung nhà em có nhiều lắm, còn đây là những cái cây ổi chết những cái cây ổi này thì bây giờ nó đang mọc tượt này đấy nó cái cây này con nó, nó có bông luôn rồi cây ổi uh, ruby uh, thái này là cây chết nha thì uh, cô chú anh chị không cần phải uh, những cái tượt nó ra ở dưới đây thì không cần phải bẻ tại vì cây chết là cây của nó chỉ có cây ghép thì mới cần phải bẻ thôi tại vì cây ghép là ghép cùng với một loại ổi khác đấy thì mình phải bẻ nó đi để cho cái cây cây chính của nó phát triển chứ nếu mà mình để cái cây, cây ghép mà nó lớn này nó thì cái cây, cây chính nó nó sẽ bị yếu đấy. Thì cây này em bán với cái giá là tuần này là 80 đồng đồng nha, còn lại mấy cây em sale thôi. Cây này ok lắm rồi đó cô chú anh chị. Để trong chậu và tưới nước cho nó, khi nào rễ nó chui ra đi chậu thì chuyển sang cái chậu 15 gan đông. Là nó lớn nhanh như thổi ạ. Loại ổi này là một trong những cái loại ổi mà mạnh nhất. Ổi không hạt nó, nón nhanh lắm rồi với lại cái ổi ruby đài loan không hạt nữa là hai cái cây ổi này nó lớn kinh khủng luôn ấy. đó và tượt nó ra là ok rồi nha cô chú anh chị em còn lại mấy cây thôi mấy cây này là hết rồi đấy và này xèo tám chục đồng một cây ai muốn ship thì gọi phê tham quay cây để ship nha mà mấy cô chú anh chị mua cây ship thì em cũng hướng dẫn rất là tỉ mỉ rồi nếu mà ai không chịu nghe theo cái chỉ dẫn của em mà tự ý làm đấy, cây có vấn đề gì thì người đấy tự chịu trách nhiệm nha. Tại vì khi mà ship hàng em đã chỉ mọi người rất là kỹ. Cái cách thì những cái cây như này đây, ship tới là làm như thế nào, như thế nào thì em chỉ kỹ lắm rồi đó. Đó. Cây cối là bây giờ cái cây ổi này em bán cũng nhanh lắm, còn lại còn vài cây thôi không còn nhiều. Nó tượt nó ra này. Thấy không? Tượt ra đẹp chưa? Đó. Bên này này em có một cái cây ổi bonsai gốc to nha. Một cái cây ổi bonsai này người ta cắt liên tục. Để người ta uốn thì cái cây này nó phải nâu năm năm rồi thì cái gốc nó mới to như thế này. Còn những cái cây ổi mà nhỏ nhỏ mà ai muốn làm bonsai thì chịu khó cắt ngắn phải để phải khoảng hình như phải nâu năm năm nó gốc nó mới to được như thế này đấy. Đang có bông, một tin vui là cây ổi bonsai đang có bông. À, cây này nó sẽ có duyên với ai thì nó sẽ về nhà đó thôi thì cứ để đây trưng nếu mà có duyên với cô chú anh chị nào thì cô chú anh chị rước nó về em để đây em vừa trưng vừa chơi ai muốn rước thì hợp lý em cũng cho đi nhé rồi đặc biệt cái cây phát độc phát tài này em xeo cả chậu cả cây còn năm chục đồng nhé à, cô chú anh chị nào mà muốn trưng trong nhà để cho nó đẹp đấy cái này chỉ cần tưới nước thôi là nó nên xanh um trong nhà nọc không khí nữa còn hai em mận vũ bò Đây Mận vũ bò này để mà chín Ăn giòn ngọt lắm luôn đấy Hôm nay em ra vườn em đụng vào một trái nó rụng Mà cái đấy cũng chưa có chín lắm nó Hơi hồng một tí cái đít thôi mà ăn nó giòn tan mà ngọt lắm Nếu mà ăn cái loại mà nó nó còn non ấy, thì nó không ngon Hơi hưởng hưởng một tí thôi là ăn ngon lắm Cây này thì 200 một cây hết rồi đấy Còn hai cây đấy còn bên này là củ nôn 10 đồng một cây, với lại lá dứa thì 15 đồng bông hoa thì có loại 2 năm 10 đồng đủ thứ loại hoa của chú anh chị ạ cái hoa dây nèo này đây 10 đồng à, ai thích cái gì thì tới rồi nón ná thì 5 đồng kéo kéo bự thì 15 kéo bấm thì 13 phân bón các loại đầy đủ hết vẫn như vậy thôi giá vẫn như thế thời tiết thứ năm rất là đẹp thì mẹ cháu dẫn hai anh em đi bộ về nhà anh đi chậm chậm thôi chứ Đấy đi chậm chậm no. Con phải đi chậm chậm mẹ mới quay phim con được Đúng không Đây hai anh em này Đường đi về nhà gấu bèo đó Đối diện nhà gấu bèo là cái bệnh viện Hôm hôm nay đâu có hót đâu con Hôm nay thời tiết đẹp mà hót gì Ba mẹ con Ba mẹ con nhà gấu bèo Hai thanh niên nhà em đi học về ông bà cô chú ạ Clip tới đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người tại EKT Nursery nhé. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thank you for watching. Đây là cái con đường hàng ngày gấu beo đi học. Hôm nay hai anh em đi học thì hơi nhanh nhó một tí vì đói bụng. Giờ về mẹ cháu nấu ăn cho hai anh đây. Bye bye. Thank you for watching.